xã Tân Xuân này, trước đây nhà nọ sang nhà kia, tình làng nghĩa xóm ấm áp, cởi mở lắm. Ấy vậy mà, từ ngày bán được đất, thì so đo tị nạnh, hơn thua nhau từng tí một, tình cảm mất hết cả. Đã đứng ra! Những đơn thư này đã được xác minh, việc tố cáo là không đúng. Chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Em hiểu rồi ạ, em sẽ về Tân Xuân. Bây giờ công an chính quy người ta về xã làm việc rồi, không ào uông như ngày xưa đâu. Các chú từ nơi khác đến không thể áp đặt luật và lệ làng. Căn bản chẳng có ai muốn gặp các anh công an đâu, hãi lắm. Bấy chỉ mày vi phạm á, hơi bị khó đấy. Đập mấy quả như này chỉ là chiếc non. Quan trọng nhất là phải gần dân. Có được cái tình thì xử lý mọi công việc nó mới dễ.